Xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Với cái video này em sẽ giới thiệu đến các bác một cái gói độ âm thanh với cái giá cực kỳ hấp dẫn và phải nói là thực sự hay, hay thực sự hay về cả về chất lượng loa lẫn kỹ thuật làm. Thì các bác có thể nhìn qua đây. Đây đầu tiên là đây là chiếc loa của Harman Kardon Logic 7. Đây là cái loại loa xịn nhá. Các bác có thể xem trên màn hình này. Loa xịn nhưng không phải là loa mấy cái loa tàu đều dán mấy cái tem đều ở đâu ạ. Đây là Logic 7 xịn luôn đấy ạ. Đó. Với cái gói độ nó có nhiều phân khúc, ví dụ như các bác chỉ cần thay bốn con loa này nó gói độ nó chỉ rơi vào tầm khoảng 10 triệu. Các bác đã có bốn con loa như này và một đôi loa check như này, nó check Logic 7 này. Và em phải khẳng định với các bác là không hay các bác không phải trả tiền. Cái đấy chắc chắn em chắc chắn với các bác, nhưng mà với điều kiện là cái đầu phát này của các bác nó phải tốt một chút. Cái đầu phát này ít nhất nó phải chạy main từ main RAM 3 trở lên. Đấy là đối với đầu Android. Còn đối với lại những cái đầu theo xe nguyên bản thì được ạ, nghe thực sự hay luôn. Với cái gói độ này em đã độ kèm cả một con âm ly. Đây các bác có thể thấy là âm ly em đi dây dợ rất là cẩn thận rồi. Đó, ok, từng cái chân rắc này đều phải đánh dấu rất cẩn thận để cho nó tiêu chuẩn, cho nó gọi là quy chuẩn. Những cái dây AV này em đã lựa chọn về kỹ thuật của em, cho nên em đã lựa chọn những cái cặp dây nó thực sự nó phải tốt, đồng phải chất lượng tốt. Nó không phải là những cái dây xịn lên tới hàng nghìn đô, nhưng mà những cái dây này chất lượng đối với cái gói độ này là quá rất hợp lý. Đây, những cái dây loa nó phải chất lượng như này. Đấy. Tất cả những cái đầu cốt này, ví dụ như là em mở cho các bác xem. Đây, em mở để các bác xem này. Tất cả những cái đầu cốt đều có phải, thứ nhất là phải bóp cốt vào. Đấy, và thứ hai nữa là hàn hết vào. Khi làm tiêu chuẩn và chất lượng như thế này thì các bác yên tâm. Em phải khẳng định các bác yên tâm, không bao giờ sợ chập cháy xảy ra. Và những cái dây này phải tính phù hợp với công suất với lại âm ly nhé. Các bác cứ nhìn qua có thể tưởng tượng cái dây này bé nhưng mà cái dây này nó rất là xịn đấy ạ. Cái dây này nó ở bên ngoài điện gia đình nó có thể chạy tới những cái công suất nó lên tới 4000W. Nó vẫn chạy cho những cái dây này. Nên em chọn cái công suất nó con này, con âm ly này em lắp tổng công suất RMS của nó chỉ có 400W thôi. Đây này, tôi để 100 × 4 này. Em thiết lập một con âm ly của Kuner. Đây các bác yên tâm khi lựa chọn kỹ thuật lắp bên em thì là tiêu chuẩn nhất rồi. Tất cả những cái đầu này đều hàn và bóp cốt hết. Ngoài ra thì ở trên cái bộ nguồn này thì con này thì em được chế đặc biệt, cái bộ nguồn nó có thêm một cái chống xung nhiễu ở đây nữa. Đối với lại công suất này thì chống xung nhiễu này là phù hợp, còn nhiều cái nó công suất lớn hơn thì phải dùng to hơn. Và đây là đều có cầu trì chứ trong này đảm bảo an toàn khi xảy ra. Cầu trì nó theo nguyên tắc thì cầu trì nó chỉ nằm cách cái cực dương này tầm khoảng 25 đến 30 cm, và em đã tính toán phù hợp. Tất cả những cái đầu cốt như thế này này, đây này, những cái đầu cốt như này đều được hàn hết, được hàn cẩn thận và đã được dập cốt vào rồi, nó còn phải được hàn như thế này để nó đảm bảo những cái an toàn sau này sau khi sử dụng một thời gian nó bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Nếu các bác làm không cẩn thận thì bắt đầu nó rất là những cái lỗi hỏng hóc lặt vặt nó hay xảy ra. Và em là cái người sửa chữa trực tiếp những cái thứ này, cho nên em biết được là rất nhiều các hệ thống âm thanh sau 1-2 năm độ bắt đầu nó xảy ra mô ve hỏng hóc lặt vặt, như các bác rất ngại, chính các bác chủ, chính bản thân em cũng ngại độ cái kiểu đấy, độ xong rồi nó bắt đầu nó nảy sinh các vấn đề, nó diễn ra rất là phiền phức. Cái gói độ này của em, tổng thể cái gói độ này của em nó gồm màn hình Android RAM 4 64 và 4 con loa Logic 7 Harman Kardon nhá, loa Logic 7 và kèm 4 cái phân tần. Đây là phân tần ở trên xe này, các bác có thể nhìn phân tần. Tất cả dây dợ em đều cắm rắc hết. Cắm rắc thì khi nào tháo là các bác tháo là chỉ cần rút thôi, không cần phải nhiều. Cái trường hợp mà em thấy người ta đến sửa loa em thấy là tháo là cứ hàn trực tiếp vào loa thì lúc rút ra không rút được mà lại phải cắt dây, bắt đầu đấu nối rất là linh tinh. Và cái quan trọng là khi đấu nối lại, mỗi người đấu nối một kiểu, thợ về độ âm thanh đấu rất chuẩn rồi, nhưng mà là cái thợ gara người ta tháo cái cửa ra người ta sửa chẳng hạn, người ta lại đấu lung tung nên làm cho cái hệ thống âm thanh của các bác nó không còn hay nữa. Như sau khi em độ lên một cái hệ thống âm thanh này, em cảm giác âm thanh nó cải thiện rất nhiều mà em không thể nói bằng lời được. Cái này chỉ có trải nghiệm của các bác thì các bác mới thấy được là nó hay thôi. Ở đây em còn chưa độ xong cái con loa center này. Con loa center này tùy mỗi người, có người thích cái độ, người không độ không cần độ được. Em đây mới đặt để thử thôi, không phải là con này là con loa center đâu. Đây con này lại để test thôi. Con loa center thì phải làm nó phải đẹp, nó không được xấu như thế này được. Như em anh chủ xe anh đã nói thì thậm chí là cái lúc trước em chưa cần lắp con âm ly này thì anh đã
nghe đã sướng hơn rất nhiều rồi. Và đặc biệt em đã chọn được rất nhiều em đã mua rất nhiều cái cặp loa để nắp vào trong xe này, nhưng mà không cặp nào vượt qua con Logic 7 này được. Cực kỳ hay luôn. Em đã mua cỡ khoảng 5 đến 6 cặp loa các loại thương hiệu rồi, nhưng mà không có nào vượt qua Logic 7 này được. Bác yên tâm nhá. Em phải khẳng định với các bác chất lượng là không hay không phải trả tiền. Và quan trọng là em cho các bác test thử âm thanh 1 tháng, nếu các bác cảm thấy không thích thì vì bất kỳ một lý do gì các bác cũng phải quay lại trả lại em gửi lại tiền hoàn toàn. Đấy, em thoải mái với các bác như thế để các bác an tâm về cái chất lượng độ loa của em. Trên video thì em không thể test âm thanh để các bác nghe được, cho nên là em chỉ có thể nói bằng lời thôi. Còn quan trọng là các bác qua đây nghe thử trên con xe nhà em. Em có độ một con xe để các bác test thử âm thanh trên con xe. Các bác cảm thấy hay thì làm, và các bác sau khi nắp là mà test thử 1 tháng, các bác nghe thử 1 tháng cảm thấy không hay đến gửi em trả lại tiền. Em rất rõ ràng ở cái này để cho các bác an tâm khi độ âm thanh, và em cam kết bảo hành vĩnh viễn cái chuyện trường hợp chập cháy do em đấu nối, do em đấu nối em bảo hành vĩnh viễn luôn. Những cái vấn đề đấu nối này nếu mà do nguyên nhân do em sẽ đền 100%. Khi đền có nghĩa là khi nó xảy ra lỗi thì em đền 100% nếu là lỗi do những cái thứ em đấu thêm như thế này. Cảm ơn các bác đã xem video. Nếu các bác quan tâm đến chất lượng âm thanh hay và giá thành hợp lý thì liên hệ ngay với em nhé. Cảm ơn các bác ạ.